Sau khi biết sự thật, bố mẹ Hạo Khôn kịch liệt phản đối mối quan hệ của anh với Cam Kính. Hạo Khôn, dù gì thì bạn trai cũ của Cam Kính cũng là bạn thân của con. Bây giờ còn không minh bạch với Lai Lai em gái con nữa. Nếu như con muốn cưới cô ấy về nhà này, thì cả gia đình chúng ta sau này sẽ sống chung với nhau thế nào? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì cũng không hay lắm đâu. Người khác không những sẽ nói này nói nọ, mà họ còn nghi ngờ đến nhân phẩm của con nữa. Người đàn ông tuyệt vời, tập 25, 12 giờ hôm nay. Mình à, phải làm sao mới được đây? Hai đứa nó nói tuần sau sẽ làm đám cưới kìa. Hả? Tuần sau Chun Trang sẽ làm đám cưới sao? Có thật không? Bà Hô Đắc một mực phản đối chuyện kết hôn của Chun Răng và Dan Burn. Mẹ hãy đồng ý cho chúng con kết hôn đi mà. Sao mẹ lại phải đồng ý? Mẹ làm mẹ của con, một người mẹ luôn mong con mình hạnh phúc mà. Bao nhiêu năm qua, mẹ cho con ăn, cho con mặc, vất vả nuôi dạy con khôn lớn đến chừng này. Sao mẹ lại phải thua con chứ? Bộ phim Ba Phù Thủy, tập 1, tập 2, 17:15 hôm nay. Cô giỏi lắm. Mới buông chúng ta được một thời gian, đã có thằng khác rồi hả? Em vẫn còn nhiều sai sót lắm. Nếu anh cho em thời gian, em sẽ sửa sai. Thật sự, giữa chúng mình chỉ có quan hệ công việc thôi sao? Chẳng lẽ không thể có một tình yêu? Cô tưởng những điều tôi nói hồi trưa là sự thật hả? Tôi làm tất cả những điều đó là vì Thủy Thiên. Tập 26 bộ phim Ngày Mai Ánh Sáng, 21:30 hôm nay. Con muốn ly hôn phải không? Để cho cô ta vui vẻ à? Con sẽ làm như thế chứ. Mẹ, tất cả những tấm ảnh này là thế nào? Tại sao Sine lại đi với anh ta? Tất cả những cái này là gì đây? Mẹ nói đi chứ. Dông Hoa vô cùng bất ngờ khi biết được mối quan hệ giữa Chủ tịch Lý và bà Sine. Mẹ biết chuyện này lâu chưa? Sao mẹ chờ đến tận bây giờ mới nói cho con biết? Sao mẹ không nói ngay từ đầu? Lúc nào mẹ cũng bảo không có chuyện gì cả. Tinh Hồng, tập 38, 22:30 hôm nay.